thần tài gọi tên, bốn con giáp đang khổ bỗng giàu, cực may cực đỏ, chúng lớn liên tiếp hai ngày cuối tuần. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, nếu như mà quý vị và các bạn nằm trong bốn con giáp này, thì xin được chúc mừng tất cả quý vị và các bạn, bởi các bạn sẽ cực kỳ may mắn trong hai ngày tới thứ Bảy Chủ Nhật, từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 âm lịch. Chỉ cần các bạn bước chân ra ngoài cửa thì có thể gặp may bất cứ lúc nào. Trong hai ngày tới thì bốn con giáp này cũng sẽ được quý nhân luôn ở bên cạnh phù trợ giúp đỡ, thần tài thì cũng lũ lượt ghé thăm, nên các bạn làm gì cũng sẽ nhận được cái may mắn hanh thông. Mua hàng thì dễ nhận được những cái ưu đãi, được tặng quà. Mua vé số thì dễ trúng thưởng, trúng số đổi đời. Quý vị sẽ đổi đời giàu sang chỉ sau một đêm. Không những thế, cái vận đào hoa trong hai ngày tới của các bạn cũng không hề tệ. Vì vậy, các bạn hãy ăn mặc thật chỉnh tề. Khi bước chân ra đường, chắc chắn các bạn sẽ gặp được chân ái của đời mình. Vậy thì bộ đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong hai ngày cuối tuần thứ Bảy Chủ Nhật, tức là từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 âm lịch, thì con giáp may mắn đầu tiên được thần tài gõ cửa, đó chính là những người tuổi Dậu. May mắn cũng sẽ gõ cửa những người tuổi Dậu trong hai ngày cuối tuần này. Lộc lá thì nó tràn vào đầy kho, nhờ có nhiều cát tinh nó chiếu mệnh, mà cái vận trình của những người tuổi Dậu sẽ phất lên như diều gặp gió, nhiều tin vui bất ngờ nó có thể ập đến. Những gì mà chúng ta nhìn thấy ở những người tuổi Dậu ấy, thường cũng chính là những cái con người chân thật của họ. Không có quá nhiều cái điều bí ẩn trong cái tính cách của những người tuổi Dậu. Họ không quá phức tạp, cũng gì cũng không quá sâu xa. Nói đúng hơn ấy, là những người tuổi Dậu là những người thẳng thắn và cởi mở. Người tuổi Dậu là những người thường có cái ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộn thuộm. Họ khá là hấp dẫn. Những người tuổi Dậu thì rất quan tâm đến cái hình thức. Con giáp này thì có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngần ngại gì tung tiền mua sắm quần áo. Cũng giống như những chú gà trống thích khoe mẽ cái bộ lông tuyệt đẹp của mình ấy, thì những người tuổi Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tâng bốc và chú ý. Tuy ăn mặc hơi diêm dúa, nhưng bên trong ấy họ là những người mà khá là bảo thủ. Khả năng suy nghĩ và phân tích chính là cái lợi thế của những người tuổi Dậu. Họ liên tục tự xem xét cái quan điểm của mình để có thể gì có cái nhìn thực tế đúng đắn hơn. Khi cần đưa ra bất kỳ cái quyết định gì thì những người tuổi Dậu thường nhận định thật là cẩn thận tất cả các khía cạnh của vấn đề. Trong xung đột thì những người tuổi Dậu luôn đẩy cái câu chuyện đến cực điểm, nhưng họ sẽ bỏ chạy trước khi mà chiến sự nổ ra. Những người tuổi Dậu này ấy, có cái sự quyết đoán và mạnh mẽ trong từng cái quyết định của mình. Các bạn không ngần ngại đối mặt với những thử thách và sẵn lòng đưa ra những cái lựa chọn đầy mạo hiểm. Rất may, trong thời gian này thì cái sự táo bạo đó lại giúp cho các bạn giành lại những cái lợi thế thuộc về mình. Những người tuổi Dậu là những người luôn tràn đầy cái năng lượng, dám theo đuổi những cái ước mơ và không ngại khó khăn. Và trong khoảng thời gian này thì các bạn sẽ gặt hái được nhiều cái kết quả tốt đẹp. Những cái nỗ lực đóng góp của các bạn sẽ được lãnh đạo ghi nhận và có thể nhận được một số cái tin vui về chuyện thăng chức tăng lương. Đối với những người mà kinh doanh buôn bán ấy, thì cái việc mở rộng quy mô kinh doanh và cái quy mô đầu tư ấy, cũng sẽ mang lại những kết quả khả quan cho các bạn, làm cho cuộc sống của các bạn trở nên thăng hoa và thuận lợi hơn trước rất nhiều. Trong công việc thì những người tuổi Dậu thường tích cực hơn phần lớn những con giáp còn lại. Họ coi sự nghiệp là cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Con giáp này làm việc chăm chỉ và hoàn thành tốt những công việc được giao, và họ thường đạt được đến những cái đỉnh cao trong cái sự nghiệp của mình, đặc biệt là trong hai ngày cuối tuần này. Những người tuổi Dậu ấy thì thường truyền tải cái năng lượng của mình qua nghệ thuật và qua gì quan hệ xã hội. Họ đặc biệt có cái năng khiếu về âm nhạc. Con giáp này thích gì ca hát, bất kể là trên sân khấu tại hoặc là tại các bữa tiệc hay là ở gì ở ban công nhà mình. Khả năng sáng tạo của họ cũng thể hiện ở các lĩnh vực khác như là hội họa, kiến trúc hay là thiết kế. Những người tuổi Dậu có trí tưởng tượng phong phú và cái sức sáng tạo rất là lớn. Ngoài nghệ thuật thì họ cũng sẽ thành công trong khoa học hoặc là thương mại. Những người tuổi Dậu có thể tập trung cái sức lực vào cái điều mình muốn. Khi bắt tay vào công việc họ yêu thích ấy, thì họ sẽ toàn tâm toàn ý và có khả năng hoàn thành tốt công việc một cách nhanh chóng. Vậy nên trong hai ngày tới đây ấy, thì may mắn sẽ đến với những người tuổi Dậu
tiền bạc thì cứ chất đầy như núi. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn về tiền bạc tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 2 ngày tới, thứ bảy chủ nhật thì không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, những người tuổi Ngọ là một trong con giáp cực kỳ may mắn trong 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật này. Nói chung ấy, trong 2 ngày cuối tuần này thì những người tuổi Ngọ được dự đoán sẽ gặt hái được những cái thành công ngoài mong đợi trong cái sự nghiệp và công việc của mình nhờ vào cái sự dũng cảm và cái lòng kiên trì, khát khao đổi mới. Và gì luôn mong muốn tiến đến cái thành công. Thưa quý vị, theo đặc tính tự nhiên ấy, thì ngựa là cái loài vật có cuộc sống tự do, hoang dã. Vì thế, dân gian chiêm nghiệm và cho rằng những người tuổi Ngọ sẽ mang tính cách năng động, nhiệt tình, thích những cái nơi đông người và đam mê khám phá những cái điều mới mẻ của những người tuổi Ngọ. Trong công việc thì những người tuổi Ngọ thể hiện cái sự đa tài, biết làm ra tiền, thích đi đây đi đó. Họ thích cái công việc năng động, ít bó buộc bản thân trong những cái quy tắc cứng nhắc. Những người tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc cùng một lúc, nhiều cái vị trí khác nhau và cũng đạt được khí hiệu suất cực kỳ cao, đặc biệt là trong 2 ngày cuối tuần này. Những người tuổi Ngọ thì có sự chủ động và sẵn sàng trở thành người tiên phong trong các vấn đề khó khăn của tập thể. Bằng cái sự sáng suốt của mình thì những người tuổi Ngọ sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Và không chỉ vậy, những người tuổi Ngọ còn lan tỏa được cái nguồn năng lượng tích cực, trở thành người dẫn dắt và là tấm gương sáng cho mọi người nói theo. Vậy nên, trong 2 ngày tới đây, thì các bạn cũng sẽ có những cái bước chuyển vận mạnh mẽ. Cuộc đời thì giàu có và có nhiều tiền bạc và của cải do là làm ăn được lộc trời cho. Với cái đà này, thì từ giờ đến cuối năm, những người tuổi Ngọ sẽ gì ngày càng phát triển. Đấy. Tiền tài thì đầy túi, lúc nào cũng gì cũng rủng rỉnh và khiến cho quý vị đêm có nằm mơ thì cũng gì cười rúc rích. Những người tuổi Ngọ thích độc lập, tự chủ nên là cũng dũng cảm đương đầu với những thử thách để đạt được cái thành công. Họ rất nhạy bén để biết cái điều gì là điều mình cần phải làm ngay trước mắt. Một cái nét nổi bật khác của những người tuổi Ngọ là giỏi giao tiếp, đầu óc thẩm mỹ cao và ưa thích vận động thể dục thể thao, nâng cao cái sức khỏe của bản thân. Vậy nên họ cũng được nhiều người kính trọng và quý mến. Tuy có ưu điểm trong cái tính cách, nhưng những người tuổi Ngọ cũng không thể tránh khỏi những cái nhược điểm. Điển hình là trong số họ, họ là những người dễ thay đổi, hào hứng nhất thời, dễ theo đuổi những cái niềm vui xa vời mà bỏ lỡ mất cái vận may ở ngay trước mắt. Trong khoảng thời gian này thì đôi khi những người tuổi Ngọ thiếu kiên nhẫn, nóng nảy và ít lắng nghe những người khác nên là đôi khi khó hòa đồng cho tập thể. Từ đó khó đạt được những cái hiệu quả công việc theo nhóm. Về mặt tình cảm, trong 2 ngày cuối tuần này, mặc dù với cái tính cách thật thà thẳng thắn được cho là cái ưu điểm của những người tuổi Ngọ, nhưng cũng chính cái sự thẳng thắn ấy có thể làm tổn thương đến người khác. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may về tài lộc tiền bạc cũng như là để bảo vệ cái hạnh phúc của mình, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba không ai khác thì đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, vui vẻ và khá là lạc quan. Các bạn cũng sở hữu cái sự thông minh và đam mê học hỏi, kết hợp với cái lòng kiên nhẫn và cái sự quyết tâm, thì đây cũng là cái yếu tố quyết định cái nền tảng để các bạn ngày càng phát triển và lan tỏa cái sự nghiệp của mình. Thưa quý vị, đặc biệt là trong 2 ngày cuối tuần đây ấy, thì những người tuổi Mùi là những người mà có được rất nhiều cái may mắn về tiền bạc và tài lộc. Như quý vị đã biết ấy, thì trong 12 con giáp, những người tuổi Mùi là con giáp đứng ở vị trí thứ 8. Vì vậy mà những người tuổi Mùi được coi là con giáp may mắn, bởi cái số 8 theo quan niệm của người Á Đông ấy là cái con số phát lộc phát tài, tượng trưng cho cái sự phát triển thịnh vượng. Những người tuổi Mùi nhìn chung phóng khoáng, rộng rãi, công bằng, tử tế và dễ
động lòng trắc ẩn trước những cái bất hạnh của người khác. Họ luôn gì vui cười, sống chân thật và gì và thân thiện với mọi người. Bên cạnh đó, những người tuổi Mùi được xem là cái biểu tượng của tính ôn hòa, thuần hậu. Trẻ em tuổi Mùi thì thường hiền lành, ngoan ngoãn, dễ bảo, đôi khi có một sự nhút nhát, bẽn lẽn đáng yêu, dễ tạo thiện cảm với mọi người. Những cái nét tính cách này có thể theo họ tới cả cuộc đời đến khi trưởng thành. Bởi đây dường như là cái đặc trưng bản chất của những người tuổi Mùi. Nếu như mà đường đời có thuận lợi thì những người tuổi Mùi dễ có được cái vẻ phong nhã, thanh nhàn. Nhưng nếu cuộc sống không được như ý, gặp nhiều vất vả gian truân ấy, thì những người tuổi Mùi gì cũng sẽ biết cách để gì tự mình vượt qua và có được những cái thành công như ý. Đặc biệt trong 2 ngày tới đây thì những người tuổi Mùi sẽ nhận được cái may mắn trời cho, mang đến cái cơ hội lớn để gặt hái những cái thành công rực rỡ ngoài cả sự mong đợi của họ. Con giáp này dù đang làm công việc gì thì đều có cái thu hoạch khá là khả quan, tiền bạc thì đầy túi, danh tiếng của những người tuổi Mùi thì ngày càng được khẳng định, dễ đạt được cái sự tôn trọng và kính trọng của những người khác. Đối với những người kinh doanh thì có thể ký kết được hợp đồng quan trọng, mang lại cái thu nhập lớn. Một số người còn có thể đứng trước cái cơ hội là đổi đời sau một đêm. Đấy. Công việc thì thuận lợi, những cái thách thức trước đó cũng sẽ được giải quyết một cách êm xuôi. Những cái tai ương và những cái rủi ro đến với những người tuổi Mùi trôi qua một cách nhẹ nhàng và không để lại bất cứ cái sự ảnh hưởng nào. Khi mà vận số nó tiến triển liên tục thuận lợi và mọi việc diễn ra suôn sẻ như vậy, thì các bạn có thể tha hồ mà tận hưởng cái hạnh phúc và cái thành công nó xứng đáng đến với mình. Với cái cách hành xử luôn thể hiện cái sự chân thành, ấm áp, lại thêm cái vẻ thanh nhã, những người tuổi Mùi thường được kính trọng và ngưỡng mộ. Họ luôn sống theo cái nguyên tắc tự do, phóng khoáng và đối xử với những người khác bằng cái sự nhân hậu khoan dung của mình. Bên cạnh đó, những người tuổi Mùi cũng là những người giỏi quán xuyến việc lớn, việc nhỏ trong nhà. Người tuổi Mùi thì bản tính lại rất yêu trẻ con và những cái vật nuôi, nên rất phù hợp với đời sống gia đình. Dù tuổi Mùi có tính cách là ưa cái sự nhẹ nhàng, hoàn hảo, không thích tranh cãi, không thích xung đột, nhưng họ không bao giờ khuất phục trước bất cứ một cái sự đè nén hoặc là một sự chèn ép nào. Không bao giờ có thể chèn ép được những người tuổi Mùi làm những điều họ không muốn. Bên cạnh đó thì những người tuổi Mùi là những người mà trong sáng và nhân hậu. Thì đây là một cái nét tính cao quý của những người tuổi Mùi. Họ thường sẵn sàng giúp đỡ những người mà đang trong cái cơn hoạn nạn khó khăn. Trong cuộc đời thì những người tuổi Mùi hiếm khi phải lo lắng về những cái điều mà thiết yếu trong cái cuộc đời, đó là gì? Cơm áo gạo tiền. Dù đi bất cứ đâu, làm gì thì những người tuổi Mùi cũng dễ dàng kết bạn và họ luôn đối xử với mọi người xung quanh rất là chân thành, trung thực. Vì thế mà trong 2 ngày cuối tuần này, họ sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, bạn bè thì luôn ủng hộ. May mắn cứ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Mùi. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn, tiền bạc và tài lộc cho mình, những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong 2 ngày cuối tuần này thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ thường được mô tả là những người khéo léo và không ngần ngại những cái mạo hiểm. Trong cuộc sống thì họ có thể phát huy cái sự giàu có và cái sự lãng mạn của mình và đồng thời có một cái thế giới nội tâm rất là phong phú. Quý vị thân mến, và đặc biệt trong 2 ngày cuối tuần tới đây thì những người tuổi Tỵ sẽ nhận được nhiều cái cơ hội lớn để phát triển cái sự nghiệp. Sự tăng trưởng của những người tuổi Tỵ ngày càng trở nên rõ rệt hơn khi mà tình hình thì ngày càng ổn định, giúp cho các bạn thêm phần tự tin để phát huy cái năng lực cá nhân. Những người tuổi Tỵ thường tiếp cận vấn đề về tài chính một cách là cẩn trọng và thực tế. Họ thường nghĩ tới cái tương lai và biết cách tiết kiệm. Đặc biệt, những người tuổi Tỵ thì tự đã từng trải qua những khó khăn, những bất hạnh trong quá khứ thì thường có nhiều cái tham vọng và cái ý chí khi mà trưởng thành, hướng đến cái việc xây dựng một cái cuộc sống sung túc đủ đầy. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người tuổi Tỵ sẽ được trang bị nhiều cái ưu điểm, bao gồm cả trí tuệ, tinh danh và cái khả năng suy nghĩ sâu sắc của mình. Họ biết cách nắm bắt cơ hội,
từ đó tạo ra những cái cơ hội trong cái công việc và sự nghiệp. Họ luôn đặt cái mục tiêu rõ ràng và không ngần ngại đối mặt với những cái thách thức để đạt được cái mục tiêu mới. Họ không lợi dụng những người khác và luôn tự tin vào cái khả năng của bản thân để tự mình đi lên. Những cái phẩm chất này sẽ giúp cho họ đánh giá chính xác cái xu hướng của thị trường và đầu tư kinh doanh một cách là khéo léo, thận trọng. Cái sức ảnh hưởng ngày càng rõ rệt, các bạn sẽ nhận được nhiều cái sự ủng hộ và công nhận từ tập thể. Chính vì thế, dễ dàng dẫn dắt đội nhóm gặt hái được những quả ngọt, tài lộc cứ liên tục gõ cửa trong 2 ngày cuối tuần này. Khả năng đưa ra quyết định trong thời gian này cũng sáng suốt hơn, thu được cái lợi nhuận tốt là cái điểm mạnh. Tuy nhiên, cái sự thận trọng vẫn là cái chìa khóa để duy trì cái vận may. Trong thời gian này thì với những người kinh doanh thì các dự án lớn nhỏ đều thành công một cách mỹ mãn, mang đến cái nguồn tài chính dồi dào cho những người tuổi tỵ. Xung quanh những người tuổi tỵ thì sẽ gì có nhiều cái nguồn ý kiến và những thông tin hữu ích. Quý nhân có thể xuất hiện là bất cứ ai xung quanh các bạn. Nếu biết lắng nghe và tiếp thu một cách cẩn thận thì đây là cái chìa khóa tạo điều kiện cho cuộc sống của những người tuổi tỵ được diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn rất nhiều. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ, dậu, xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 con giáp may mắn nhất trong 2 ngày tới đây. Và trong 2 ngày tới, chúng ta sẽ có 4 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Dậu, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Mùi, 4 tuổi Tỵ. Đó là 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên trong 2 ngày cuối tuần. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.